Hải Thư xin chào quý cô chú anh chị nha. Đợt trước em có chỉ cho quý cô chú anh chị về cách khắc phục cái cây hồng xiêm mà mình trồng không có ra trái á, là mình đem đi ghép cái cây đó với lại cái cây ôn đới. Và bây giờ là hôm nay em sẽ dắt cho quý cô chú anh chị đi tham quan cái chỗ mà bữa em ghép nha, và để xem coi cái mối ghép của em nó như thế nào rồi. Và quý cô chú anh chị hãy theo chân em nha. Em chào anh. Ok, chào em. Anh đang làm gì vậy anh? Bây giờ đang tháo băng của cái cây ghép hồng xiêm ra nè. Ồ, tại sao anh lại tháo nó ra vậy anh? Bữa nay là mình sẽ sau một thời gian ghép 1,5 tháng rồi, thì thay vì cái keo lụa này nè là nó sẽ tự đâm cái chồi ra, nó tự đâm xuyên qua đây luôn, nhưng mà chờ nó đâm lâu quá cho nên là bây giờ mình sẽ bóc nó ra luôn. Dùng cái dao này mình dọc một đường này. Ồ, anh làm sao mà mình biết cây này là mình đã ghép thành công rồi anh? Như cái cây mà mình ghép mà để coi nó có đạt hay không á, thì là mình kiểm tra cái mắt này, mắt này của nó này, lấy dao mình cạo nhẹ cái dao thôi, mình biết là nó xanh hay không à. Thực ra này, anh làm quen rồi á thì nhìn cái mắt nó sưng sưng đây nè, anh đang muốn bung chồi á này, sưng sưng đây nè, thì là thì cái cây này nó thành công, nó sống hay ta gọi nó dính á. Còn nếu mà mình chưa có quen á thì mình lấy cái tay mình cạo nó có màu xanh không, mình cạo nhẹ vậy nè, thấy nó có cái màu xanh xanh này đó, thấy không, màu xanh này đó, Nó xanh là nó sẽ sống đúng không anh? xanh này, nó xanh sống này, và đây đây là nó dính này, cái mối ghép nó dính này, ghép như ghép cây 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 mít các bạn đó. Rồi bây giờ đến cái cây này, cây này mình cứ đập ra, đập để cho hơi ráo đi, hơi ráo mình kiểm tra coi là nó như thế nào đó. Đợt này mình ghép thành công 90% á, còn một số cái á mà mình mở ra, cái này đang đang mầm xanh này, chết mầm này này là hoàn toàn 100% thành công, cái mầm nó màu xanh này đó, thấy không, màu xanh cái này này, này là màu xanh này, đó là nó sống rồi đó, sống 100% rồi đó đó. Thì mình để cho nó khô, sau khi mình để cho nó hơi ráo một tí thì mình lấy keo hồng mình bôi vào đây. Keo hồng là keo gì anh? Keo hồng này, keo đây này, keo này là keo Mỹ Tiến nhưng anh gọi nó màu hồng gọi là keo hồng, nhưng nó là keo Mỹ Tiến. Cái keo này thì mình bôi vô để cho mau liền vết thương á. Cái này là nó vừa chống được cái nấm nấm bệnh, mà nó lại là mau liền vết thương này. Mình bôi nó vô đây để cho nó hơi khô đi, mình hãy bôi những cái này, bôi hơi còn nước này để cho nó khô thì mình hãy bôi ha, bôi vào cái vết cắt của ngày xưa mình cắt này. Hơi tốn keo tí xíu nha, tại vì cái cây này cây đắt tiền mà em, cho nên là mình không có sợ tiết keo, bôi nhiều một tí không không sợ tốn keo đâu. Mình bôi cho nó liền vết thương vậy tí là nó khô đi. Vậy khoảng bao lâu là cái chồi này nó đâm lên nha anh? Sau khi mà mình bôi khoảng độ 1 tuần, bôi keo Mỹ Tiến này á, một tuần nha, bôi 1 tuần rồi thì cái vết thương này nó liền rồi đúng không, thì bắt đầu mình sẽ tiến hành một cái công đoạn thứ hai nữa là mình cắt cái này đi này, cắt này giục cái ngọn đi, cắt ngang cái đầu này đi, giục cái ngọn đi là nó sẽ lên, là cái mầm này nó sẽ tức, nó sẽ nảy mầm thôi. Cắt bỏ cái lớn rồi luôn ha anh? Đúng rồi, cắt cái ngọn bự này đi luôn là nó sẽ nảy mầm thôi. Mình trồng cây này lớn quá rồi, bây giờ mình cắt cũng hơi tiếc. Tiếp nhưng mà mình không cắt thì nó lại không 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 mọc mầm, cái buộc mình nó cắt thôi, cái này là bắt buộc rồi, cắt thì không cắt thì nó không bao giờ nó mọc mầm. Có nhiều người tiếc quá để nó đâu có ra mầm cái này đâu, nghĩ như em vậy đó, tiếc rồi xong bắt đầu là nó đâu ra mầm đâu. Còn mình mà ghép số nhiều á thì cũng không có thời gian để bôi keo về đâu, ghép số nhiều thì thôi cứ để cho nó tự bung mầm nó ra thôi, nó sống rồi là nó tự bung mầm. Vô mầm nó sẽ lâu hơn là mình sử dụng mình kích thích nó đúng không ạ? Mình làm cái này thì nó nhanh hơn, làm này mau liền ra hơn, nó mau liền ra hơn và nó hiệu quả hơn, nó ít chết. Tại vì một cây này bây giờ nếu em ghép sống nha, ghép cây này mà sống mà nó ra ra trái ngon lành luôn, như giống cái cây mà anh hồi sáng anh gửi cho em á, cây to như vậy nè mà để trồng chừng một cái chừng năm sau mà nó có trái á, không biết bán bao nhiêu tiền không, Cỡ bao nhiêu vậy anh? anh tư bán rồi. Nếu mà một cây mà cao to vậy chắc cũng phải mấy chục ạ, hơn ạ. Hồi vừa rồi anh bán cây 50 triệu đó, bán 50 triệu cây cây đó Diệu, nó bán 50 triệu đó, bán cái đó người ta lấy 50 triệu mà người ta lấy luôn á. Bây giờ là nó mắc nó đang hiếm thì mới có giá này, sau này thì có khả năng nó sẽ rẻ, nhưng mà có điều là trong cái lúc mà đang hiếm này á thì
đâu có ai có những cái cây chi gốc to này mà có cái đọt kia mà ghép đâu. Bây giờ là hồng sim khổng lồ đang chạy đua. Chạy đua có nghĩa là những anh mà bán hàng giả đó, thì người ta lấy cái cây hồng sim của Trung Quốc này này, người ta bán luôn. Một cây như thế này em mua 5 triệu á, chứ không phải ít tiền đâu. Cây gốc Trung Quốc thôi, nhưng mà gốc này giờ mày mua cây to tầm này 5 triệu một cây á. Cây này anh trồng bao nhiêu lâu rồi anh? Thì cây này anh mua của bên Trung Quốc về 5-6 triệu rồi, anh dưỡng đây nè. Anh dưỡng đây cho nó ra khỏe khỏe rồi bây giờ anh ghép đây. Cây gốc này 5 triệu đó. Dạ. Rồi bây giờ mình lấy về chủ yếu để mình làm gì, mình lấy gốc ghép thôi mà. Cái gốc này khỏe lắm. Mình lấy cái gốc này xong ở dưới này có cái bầu vải dưới nè. Rồi bây giờ anh ghép sống rồi anh cắt cái này đi, rồi mai mốt nó lên một 4-5 cành đây này. 4-5 cành hồng sim nó lên vậy nè. Lên là thành một cái cây hồng sim coi như là cũng khủng khiếp luôn. Tự dưng cái mình có một cái cây hồng sim to rồi mình về mình trồng nó mau có trái, thấy không? Một cây hồng sim bự bự là bây giờ nó tầm khoảng mấy chục triệu là bình thường. Cây mà nó đang cho trái á, mắc lắm, không có rẻ đâu. Em giúp anh rọc bọc nha. Ừ, em đọc được cái con từ từ đem coi có cái nào làm mới được, có một số cái mới á. Dạ. Đây này em ra em xem này, em xem cái mối nó liền này. Cái mối này này, cái đứng bên này mới quay thấy này, chứ đứng bên đó quay không thấy đâu. Cái mối nó liền này. Cái mối này này. Thấy cái mối nó liền không? Dạ thấy. Cái mối này nó liền cái màu xanh xanh không? Liền da đó. Đó. Liền da này, liền da màu xanh này. Đó, thấy không? Tính ra là mình mới ghép cũng đâu có bao lâu đâu đúng không anh? Thì 15 ngày thôi, nó liền da rồi. Liền da này là thành công rồi đó. Này cũng phải do kỹ thuật người ghép nữa chứ không ai ghép được đâu. Có một số người người ta không biết làm nó cũng hư. Còn mình kỹ á, làm thì nó ít bị hư. Cái kỹ thuật này nó ghép cũng khó, nhìn nó dễ nhưng mà bữa đó em thấy anh làm đó, mình làm quen rồi thì nó dễ, hiểu không? Đúng. Còn cái người mà không quen á thì người ta sẽ thấy khó, đặc biệt là mấy ông già bà già mà kiểu như mà không rành được cái này nè, làm được đâu. Với lại rọc cây vậy ghép thì nó dễ mà để cho cây nó sống nó cũng khó. Đó, giờ sống rồi đi, giờ này ok rồi. Đó, rất là dễ dàng, đúng không? Dạ, cái bên này hình như là nó cộm lên ha anh. Ừ, nó sống là nó sẽ tự... Các em xem một cái sẽ nó sẽ không sống. Cái dao rồi em cầm dao nó. Em cầm. Dạ. Qua đây. Như cái cây này nè, cây này là dễ thấy nhất nè. À, bữa hổm là anh ghép hai mắt đúng không? Anh ghép ba mắt, nhưng mà cái mắt này nè là nó còn non quá, nó không đậu nè. Dạ. Là anh cắt bỏ rồi. Bây giờ cái mắt này không đậu luôn nè. Em phát hiện ra cái này đậu này, cái này thì nó xùi lên, nó chuẩn bị nó bung đọt thì em nhìn thấy rõ ràng đúng không? Dạ đúng. À, nó dính màu xanh này. Đây cameraman quay vào đây nè, thấy không? Cái màu xanh nó ra này, thịt nó ra nó dính vô nè. Thấy chưa? Dạ. Bên này cũng vậy nè, dưới này. Bây giờ mắt này nó đang ra chuẩn bị ra đọt này. Mà nó ra đọt nó ra bông luôn ở chỗ này nha. Kỳ lắm. Đây này mình cạo nhẹ mình thấy màu xanh này. Đó, màu xanh không? Dạ. Rồi còn cái anh bên này thì thử coi. Nó không có ra xanh. Giống như là cái cành rễ nó bị chết khô luôn, chết khô luôn. Đây này chỗ này nó đen thui, nó đâu có chỗ này đen thui đâu có màu xanh như bên này đâu. Này đen thui nè, thấy không? Thấy không? Che lại cho thấy. Đen thui thì cái này là chết rồi. Này giờ anh bóc cho em xem này. Đó. Chết nó luôn. Không quay dính. Chết luôn nè. Đó, vậy là cây này lên đường rồi. Đó, chết rồi nè. Này không dính nha, một cái này nè. Không phải là ghép á, ai ghép cũng ăn tiền đâu. Cho nên là mình làm là mình phải có kỹ thuật á em. Dạ. Đó, như cái cây dưới đó cũng lên đường rồi đó. Ủa anh, nếu mà bây giờ mình ghép bên đây là cây nó đã chết rồi mà bên đây còn một khoảng trống, mình có thể ghép được bên đây không ạ? Được. Bên đó là để mấy hôm nữa mình có cái mắt về mình lại ghép tiếp. Dạ. Mấy hôm nữa mình khi mà mình đi cắt cái cành hồng sim có trái của mình á. Dạ. Nhưng mà đặc biệt cái này nha, là em phải lưu ý là mình phải cắt cái nhánh mà nhánh hồng sim đang có trái nha. Dạ. Chứ mình không được ghép cái nhánh hồng sim mà không có trái vào. Ghép vào như thế thì để làm gì đâu, uổng lắm. Nó cũng như cây ban đầu luôn. Ờ, nó như cái cây ban đầu luôn, nhưng mà đố em người ta có ghép vậy không? Có ai mà người ta ghép vậy không? Vẫn sẽ có chứ anh. Có, vì sao? Vì sao người ta ghép vậy?
Nếu mà người ta ghép như vậy, người ta bán cho mình thì người ta bán cái giá hành nó sẽ rẻ hơn. Đúng, người ta làm giả đó, người ta thấy mình bán cái cây này nó mắc nè. Tại Em cứ vì lưu ý là trên đời này cái cây gì mà mắc á là cây đó có giả. À, không, cây nào mà giá tiền cao là cây đó có hàng giả. Còn cái cây nào mà nó rẻ ai thèm làm gì, đúng không? Cây này mà giờ 10.000 đồng một nhánh thì ai mà làm giả làm gì. Nhưng mà giờ nó đang mắc cả triệu bạc như thế này thì bây giờ em cứ tính đi. Nó làm giả 10 cây là nó có 10 triệu rồi. Đúng chưa? Tức là em thấy là hồng sim của mình dạo này là được nhiều người quan tâm chú ý lắm. Đúng rồi, cây của mình là biết sao mà người ta quan tâm nhiều không, là bởi vì cái vườn của mình nó có thật, vườn của mình là đa số là thật luôn đó, thậm chí những cái mối ghép này cũng thật mà. Thế sau này em mà quay phim cho bà con xem thì em nên quay là những cái cây nó phát triển nó lớn như thế nào. Bà con đang theo dõi kênh của em đó, và em luôn luôn là em quay theo cái chu kỳ như thế này. Ví dụ như em mình ghép dính dính thế này rồi thì người ta sẽ theo dõi cái cây này, và một ngày nào đó người ta sẽ theo xem mình làm như thế nào mà sẽ ra được một cái cây đang sum suê trái. Thế rồi lúc đó người ta biết được là ồ, cái này nó làm thật, người dân là người ta thật lắm. Còn còn mình mà làm giả, mình lấy hình ảnh của người khác mình cắt ghép mình bỏ vô mà không có thật thì như vậy người ta sẽ ủng hộ em đâu. Cho dù em nhỏ tuổi em lớn tuổi nhưng mà em làm phải chất lượng đó. Riêng về cái hồng sim này nhá, hiện giờ người ta đang bán cho giả rất nhiều. Như cái này mình bán cho nông dân mà to thế này thì có mấy triệu bạc thì người ta mua dư sức chứ có gì đâu, vô dân nhiều tiền lắm nha. Nhưng mà mình phải bán cho chính xác. Cây này cũng hư nè, anh tự bóc tay đi, anh tự em móc qua đi cho bà con xem. Nó bị cái gì trên cái thân cây đó. Thì đó, khi mà nó bị nó chết rồi ấy, thì nó sẽ khô thôi, nó khô rồi nè. Rồi em lấy cái cây dao em xẹt ngang cái này, em xẹt ngang cái này nhẹ cái đi để cho nó liền với da nhanh. Ý, cầm cái dao ngược kìa, thôi đứt đứt tay đó. Em cẩn thận lắm. Rồi đó, bà con thấy không, là có nhiều khi á, là không những là những người làm giống nữa, mà tất cả mọi người không biết về giống, không rành về giống á, là còn không biết làm luôn á. Cái này sống nè anh. Sống dưới cái đó sống, tỷ lệ anh ghép sống 90%, anh ghép bo thế này là 90%, sống 90%. À, cái trường hợp nữa, ví dụ như mà người dân người ta mà trồng số nhiều á, lỡ trồng số nhiều rồi mà người ta cần mình ghép thì mình đến mình ghép người ta, mình hỗ trợ người ta ghép luôn, mình cung cấp cái mắt ghép này cho người ta luôn nè, mình ghép cho người ta luôn, có gì đâu đó, giúp đỡ cho người dân có một cái cây hồng sim, có vườn hồng sim ok ngay chứ có gì, đúng không? Cây này là anh ghép là tỷ lệ của nó anh ghép thì hầu hết anh ghép tỷ lệ sống của nó 90%, tại vì anh làm quen rồi đó. Tất nhiên á, là ăn cơm đổ mà, nhiều khi làm là nó chặt là bình thường, thời tiết đó em, ghép này nó cũng phụ thuộc thời tiết đó nha. Em ghép xong mà bị mưa 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 liền á cũng không 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 đậu đâu, mưa cái cũng không đậu đâu. Cái này mình phải bịt kỹ vào. Thì đó, nó kỹ kỹ nhưng mà nó có nước thấm vô nó không đậu đâu, khó đó. À, cũng có nhiêu đây mà hết chai keo của anh rồi. Bây giờ em không bôi keo vô là nó sẽ thối luôn. Anh ơi, cái này mà mình cắt ra sớm quá, mình chết keo như vậy này, có khi nào mốt nó bị chết nguội lại không anh? Có cái trường hợp ví dụ như nếu mà em cắt keo băng keo sớm quá mà nó chưa dính hết, có nghĩa là nó chưa hoàn toàn, nó chưa trao đổi dưỡng chất qua từ cái trên này xuống cái này, từ cái này lên cái này được á, nó chưa trao đổi chất qua cái mắt này được á, thì nó sẽ chết nguội, nó không đủ dưỡng chất để nuôi cái này. Thì bây giờ nó tươi nó sống là bởi vì nó có một chút xíu cái độ ẩm, mà khi mà mình bó cái này này, mình bó này là độ ẩm nó có nhiều, mà bây giờ tự dưng là mình tháo nó ra rồi là nó phải khô, nó phải tự vận dụng bằng trao đổi chất để nó nuôi sống cái mắt ghép rồi. Nhưng mà mình làm sớm quá là nó sẽ khô, nhiều khi có những người tháo băng ra rồi hôm sau thế đen thui, của mình cũng vậy thôi. Nếu mà mình nhiều khi mình cũng đâu có thấy được rõ, ngày 15 là ngày 20 là mình cắt rồi, nhưng mà nó trong cái thời gian này này nó không, cái nào nó yếu mà nó dính không được là nó cũng chết, thì cái đó không sao hết, mình ghép lại đó. Nhưng mà thường thì anh ghép này cũng khó chết lắm đó. Sau mấy hôm nữa mình sẽ cắt cái này đi, cắt này đi ha, là mình sẽ ra là một cái cây hồng sim rất là tuyệt vời. Vài hôm nữa mà tới lúc mà em cắt cái này thì em sẽ làm tiếp một video để cho mọi người xem nha. Cảm ơn Thuận người đã tư vấn giúp em và cho quý cô chú anh chị hiểu thêm về cái kỹ thuật mà ghép cây để cho nó cây nó sống như thế nào. Ok, thôi, được rồi thì xin cảm ơn bà con nông dân đã theo dõi kênh của Hồng Sim Khổng Lồ nha. Thì bà con ủng hộ Hoài Thương thì hãy bằng cách là đăng ký kênh và bấm chia sẻ nha.
để cho Hoài Thương được nhiều người biết đến nha. Xin chào bà con nông dân.